Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cách cài đặt Kelsey ARM để lập trình HTML2. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái link này ở dưới phần mô tả của video. Sau đó chúng ta sẽ vào cái trang driver này. Thì còn chúng ta download phần mềm. Đó. Chúng ta ấn vào đây để nó download này. Sau khi download xong thì nó sẽ về thư mục download như thế này. Kelsey đây, các bạn giải nén ra. Sau đó chạy cái file là mdk 351 này, run with admin, next, agree này, next, next, first name, last name và company name thì các bạn cứ để gõ như nào cũng được nhé. Đây, mình sẽ gõ next. Thì sau đấy thì cái Kelsey nó sẽ tự động cài đặt cho bạn. Rồi, cái đến phần này thì là phần cài đặt cái driver cho mạch nạp. Bạn ấn install. Rồi, bỏ tất cả này đi, ấn finish. Ok, sau khi cài xong thì nó sẽ mở lên một cái gọi là patch installer. Đây là cái mà nó sẽ cài đặt cho mình những cái gói thư viện để mà sử dụng chip, nó giống như là QVMX thôi. Thì các bạn cứ tắt cái này đi. Mình sẽ cài đặt nó sau. Ok. Sau khi đã cài đặt xong thì các bạn mở giải nén cái phần active này ra. Rồi, các bạn tắt cái âm thanh đi cho nó khỏi kêu thôi. Rồi, nếu mà bị như này nhé thì các bạn sẽ tắt cái chương trình gì virus đi. Đấy, các bạn vào cái phần keygen này. Đấy, nó đang báo là đang bị virus này. Thì các bạn sẽ vào cái phần là turn off nó đi. Manage setting. Turn off đi. Ok. Sau đó mình giải nén lại. Đây, nó sẽ tự động xóa. Mình sẽ giải nén lại. Ok. Nó chạy lại này. Thì cái phần target thì các bạn sẽ chọn là ARM. Phần này thì các bạn cứ để là Prof Develop Kit Plus CID thì các bạn sẽ bật Kelsey lên. Các bạn vào cái phần Help. À, các bạn vào phần File này. License Management. Các bạn sẽ ấn copy cái CID này, copy. Rồi ở đây nó lại bị xóa thì mình sẽ tắt tiếp các cái trình virus đi. Rồi manage setting này. Mình tắt tạm thời đấy nhé, sau đấy thì mình sẽ lại bật lên. Rồi. Lại nhé. Rồi các bạn sẽ giải nén. Và bật key game lên. Này chọn ARM. Này, để nguyên. Chọn generate. Copy. Rồi các bạn vào lại đây. Dán license vào đây. Add license. Ok, nếu mà nó báo như này là do các bạn chưa lock và chưa chạy phần mềm bằng quyền admin và close phần mềm. Bạn chọn Kelsey, ấn run as admin. Đó, làm lại file license manager, dán lại. Đấy, ok, là đã ok. Close. Ok.
cái này thì các bạn tắt đi. Sau đó bật lại các cái real-time prediction. Ok. Như vậy là các bạn đã cài xong phần mềm Kelsey. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài package cho nó. Thì để mà cài package thì các bạn sẽ vào cái link này. Kelsey Pack này. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn tới cái phần con chip mà các bạn muốn sử dụng. Ví dụ ở đây mình sẽ cài cho dòng F1, F103, F100, F105. Đấy. Thì các bạn sẽ ấn vào cái phần F1 này. Dụ ở đây mình sẽ cài cho cái F103C8. Thì các bạn sẽ ấn vào cái phần CMX Spec này. Các bạn download về. Bạn download này. Rồi, ok. Bạn download vào chỗ nào cũng được. Ở đây mình sẽ download sang desktop. Rồi sau khi download xong thì mình sẽ ấn cài cho nó. Next. Finish. Đấy. Vậy là các bạn đã cài cho cái dòng F103 rồi. Nếu các bạn muốn cài cho các dòng khác, F100, F104 hoặc là F4, thì bạn cứ tìm ở trên này. Đấy, ví dụ F4 nhé. F107. VE đi. Là cái Kiss Discovery của mình. Đấy, các bạn cũng chọn vào đây. Bạn sẽ đào cái dòng F4XX. Rồi, sau đó là cài đặt thôi. Rồi. Ok, sau khi cài xong thì mình sẽ mở thử một cái project. Đây, ví dụ mình sẽ mở project LCD. Rồi, các bạn sẽ ấn vào cái phần option này. Bạn nhìn vào phần device này. Nếu các bạn thấy là phần device này nó đã có cái con chip mình sử dụng này, thì nó là ok nhé. Đây, cài xong thì nó sẽ có các patch đây. Đây, các chip mà mình sử dụng này. Đấy. Ok, như thế này là mình đã cài xong package cho Kelsey.